Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Vậy là đã hơn một tháng rồi mình chưa cho ra một video nào cả, nhưng mà mặc dù như thế, kênh của mình nó đã tăng từ 8.000 lên hơn 9.000 subscribers. Và mình rất là bất ngờ vì đây là gọi là cái sự tăng trưởng vượt bậc nhất từ khi mà mình tạo ra kênh YouTube này. Mình xem cái báo cáo của YouTube ấy, thì mình phát hiện ra là hầu hết là các bạn biết đến mình thông qua ba cái video mình giải thích về các cuộc khủng hoảng tài chính lớn mà mình sử dụng cái ngôn ngữ rất là đời thường để cho các bạn mà không có kiến thức về tài chính các bạn cũng có thể hiểu nôm na nó được. Và mình nghĩ là đấy là lý do vì sao mà cái video này nó được nhiều người biết đến như thế. Nhưng mà có một điều mình muốn nói trước với các bạn mà mới subscribe mình ấy, đó là thực tế ra thì chủ đề tài chính nó không phải là chủ đề chính trên kênh YouTube của mình. Thực tế ra thì mình vẫn muốn làm những chủ đề liên quan đến gọi là sao, tư duy phản biện, hay là những cái liên quan đến tâm lý học, hay là những cái phương pháp để cho chúng ta sống hay là học tập nào cho nó tốt hơn, cho nó năng suất hơn. Đấy là cái mà mình muốn hướng tới, chứ không phải là tài chính. Mình nói như thế không có nghĩa là mình sẽ không bao giờ làm những video khác liên quan đến tài chính nữa, đúng không các bạn? Trong tương lai thì mình vẫn sẽ tiếp tục làm những video liên quan đến những cuộc khủng hoảng tài chính, vẫn sẽ là sử dụng những ngôn ngữ đơn giản mà thôi. Mình đảm bảo với các bạn là không có cuộc khủng hoảng nào nó phức tạp như cuộc khủng hoảng 2008 đâu, và nó dài như cái video rồi. Mình hy vọng là như thế. Hay là những video khác liên quan đến gọi là gì, lạm phát, liên quan đến gọi là để cho các bạn có một cái nhìn nó khoa học về thị trường, về tài chính, chứ không phải là mình sẽ đưa cho các bạn những cái mã đầu tư hay là những cái chứng chỉ quỹ mà nó tốt hơn chứng chỉ quỹ khác. Những cái như thế mình sẽ không bao giờ mình làm video về. Và video này mình sẽ dành chọn cho chủ đề con nhà người ta. Hầu hết chúng ta lớn lên chắc cũng đã từng nghe thấy những lời trách móc từ chính gia đình của chúng ta. Ví dụ như là, đấy, nhìn con nhà mình trông có chán không cơ chứ nhỉ? Nhìn con nhà người ta kìa, đấy, họ được thế này, họ đạt được thế kia, mà sao con nhà mình bây giờ vẫn còn chỉ được thế này? Đấy, trước khi chúng ta còn nhỏ thì sao? Ok, bạn này đấy, đây, mày nhìn xem, thằng kia kìa, đấy, nó được 10 điểm tiếng Anh cuối kỳ, nó được 10 phẩy toán, mà tại sao mày không được nổi điểm 8 các thứ, đúng không? Xong rồi là chúng ta lớn lên thì sao? Chúng ta mặc dù chúng ta đã có những công việc tốt, có được mức lương ổn định, thì bắt đầu là tại sao giờ này vẫn chưa có được một tấm chồng? Quá là ế rồi, không thể chấp nhận được. Đấy, thì đặc biệt là những cái mẫu câu này ấy, chúng ta nghe thấy rất là nhiều vào thời điểm này, chính là vào thời điểm Tết nhất, hoặc là lúc mà chúng ta gặp nhiều anh em, họ hàng, bạn bè, gia đình, đúng không? Mình biết là bạn nào cũng rất là chán nghe những cái câu nói như vậy rồi. Chúng ta chả bao giờ thích là chúng ta bị so sánh với người khác, đúng không các bạn? Nhưng mà thực tế ra ấy, thì chính bên trong các bạn vẫn luôn có những cái sự so sánh ngầm mà các bạn không bao giờ nhận ra. Ví dụ như là ước gì mình cũng thành công được như bạn đó, hay là ôi sao bạn này số sướng thế nhờ, kiểu đã xinh đẹp tài năng rồi sao lại còn cưới được chồng giàu có nữa chứ, xong đẻ con ra nhìn cũng xinh xắn, con thì học giỏi, tại sao mình trông không ra cái kiểu gì cả. Đấy, các bạn thấy không, kiểu những cái luồng suy nghĩ như thế trong đầu của chúng ta mà chúng ta không hề nhận ra, nhưng mà nó chính là những cái luồng suy nghĩ nó rất là toxic, nó rất là tiêu cực, mà nó không khác gì những cái lời so sánh mà hồi bé bố mẹ các bạn đang so sánh các bạn với người khác. Vì vậy nên là chúng ta luôn có những cái hội chứng gọi là gì, hội chứng con nhà người ta ở trong đầu mà chúng ta không bao giờ nghĩ đến nó. Trong những video có chủ đề tương tự như thế này thì thường mình hay đưa ra rất nhiều những nghiên cứu khoa học khác nhau để chứng minh luận điểm mình đưa ra là đúng, là phù hợp, là hợp lý. Tuy nhiên là thực tế mình có đưa ra có bao nhiêu nghiên cứu đi nữa thì chắc các bạn cũng thừa hiểu là việc mà chúng ta hay so sánh mình với người khác nó sẽ mang đến cái tác động tiêu cực đến chính chúng ta, đến chính bản thân chúng ta, đúng không? Nên là mình không muốn đưa ra quá nhiều nghiên cứu. Tuy nhiên là trong cái quá trình mình làm ấy, mình lại đọc được một cái nghiên cứu mà nó khiến cho mình rất là ấn tượng về kết quả của nó đưa ra. Và nghiên cứu này thì chắc là mình sẽ để thông tin đây để cho các bạn có thể đọc thêm nếu các bạn muốn. Mình có thể tóm tắt lại, đó là hai chị tác giả là gì đây, Nicole và Christine, thực hiện hai nghiên cứu. Nghiên cứu số 1, đó là họ hỏi những người tham gia nghiên cứu này một lần mà bạn đã đi ghen tị người khác là gì. Có 987 người tham gia nghiên cứu đó. Trong nghiên cứu thứ hai, họ hỏi một câu hỏi là một lần mà bạn trở thành đối tượng bị người khác ghen tị, và có bao nhiêu, 843 người tham gia nghiên cứu này. Sau đó họ thu thập những cái thông tin liên quan đến tuổi tác, giới tính, rồi lý do đi ghen tị này, xong rồi là cái loại hình các bạn ghen tị người khác là cái gì, về ngoại hình hay là về sự thành công hay là về gia đình hay là về gì, con cái thứ đấy. Họ sẽ tổng hợp hết tất cả những thông tin đó lại và phân tích nó ra và tạo ra được một số những kết luận mà mình thấy kết luận nghiên cứu này nó rất là thú vị. Các kết luận của nghiên cứu này cho thấy, thứ nhất, sự so sánh, sự ghen tị, ghen tuông nó thường diễn ra trong cùng giới tính và cùng độ tuổi. Ví dụ như là mình là Thành, mình là giới tính nam và mình đang ở trong độ tuổi là 28, 29 tuổi.
thì mình thường sẽ có xu hướng là so sánh với các bạn nam ở trong độ tuổi 27, 28, 29, 30 tuổi đấy. Và mình sẽ không thường sẽ không so sánh với các bạn nữ cùng tuổi với mình, hay là các bạn nam ở khoảng là mức độ của tuổi là 35, 40 hay là 20, 20 tuổi gì đấy. Thì thường là mình sẽ không so sánh trong khoảng đó. Theo kết luận nghiên cứu này, mình sẽ ví dụ cho các bạn là như vậy. Cái kết luận thứ hai, càng về già thì càng có tuổi thì chúng ta sẽ càng ít đi so sánh hơn. Càng ít so sánh hơn chứ không phải là chúng ta không so sánh các bạn nhé. Kết luận thứ ba, các bạn rơi vào độ tuổi từ 18 cho đến 29 tuổi, mà hầu hết là các bạn xem YouTube của mình đều rơi vào khoảng độ tuổi này. Thường người chúng ta sẽ có xu hướng so sánh với người khác, ghen tị ở người khác, ghen tuông người khác trên 4 mảng. Mảng thứ nhất đó là sự thành công trong sự nghiệp, trong công việc. Mảng thứ hai đó là sự thành công trong giáo dục, trong học tập. Mảng thứ ba đó là sự thành công trong tình yêu, trong tình cảm. Và thứ tư đó là vẻ bề ngoài, đó là ngoại hình của họ. Cái kết luận thứ tư trong nghiên cứu này cũng rất là thú vị. Đó là từ 30 tuổi trở đi, sau cái khoảng từ 18 đến 29 ý, thì những yếu tố mình vừa mới kể vừa xong, nó dần dần trở nên kém quan trọng đi. Và bắt đầu chúng ta đi soi người khác hai thứ. Thứ nhất đó là tiền. Và thứ hai đó là gia đình. Chúng ta thường là ở độ tuổi 35, 40 tuổi gì đấy là chúng ta bắt đầu đi nhìn những người cùng trang lứa với mình là đều có gia đình, đều có địa vị, đều có tiền hết rồi. Bây giờ mình vẫn lông bông đúng không? Bắt đầu chúng ta cảm thấy rất là chán nản đấy, và bị depressed, bị trầm cảm. Và kết luận cuối cùng trong nghiên cứu của tác giả đó là có hai loại ghen tị mà nó không thay đổi theo thời gian hay là theo độ tuổi. Đó là sự may mắn của người khác và chất lượng cuộc sống của người khác. Ví dụ như là chất lượng cuộc sống người khác, ví dụ như là kiểu họ đã sinh ra là đã ở vạch đích rồi đấy. Đấy là cái mà chúng ta hay dùng cái cụm từ đó để cho nó dễ hiểu. Và thường là những cái như thế, chúng ta có già hay trẻ thì chúng ta vẫn luôn ghen tị với người khác điều đó. Có già rồi mà bây giờ bỗng dưng người già cùng trang lứa với mình, bỗng dưng họ ở đâu đó họ nhận được khoảng một khoản tiền là khoảng 2-3 tỷ gì đấy, rất là may mắn. Và chắc chắn thôi, ai cũng đều ghen tị với điều đó hết đúng không? Mình thì mình nghĩ là chúng ta sẽ không bao giờ có thể loại bỏ được sự ghen tị hay là sự ghen tuông khỏi cuộc sống của chúng ta đâu. Nó giống như kiểu là một đoạn cốt đã được cốt cứng vào bộ não của chúng ta rồi. Nó đã trở thành bản chất con người của chúng ta rồi. Đấy, và bản chất của chúng ta là gì? Đứng núi này trông núi nọ, đúng không? Và bây giờ sao? Nếu mà chúng ta không thể thay đổi được nó chúng ta thì chúng ta có thể làm được gì? Thì mình nghĩ là chúng ta có thể thay đổi được quan điểm, cái cách nhìn của chúng ta về sự so sánh, và để chúng ta biết được là so sánh là thế nào là tốt, thế nào là xấu, đúng không? Và theo mình ý, không phải sự so sánh, sự ghen tị lúc nào cũng là xấu. Có những sự ghen tị, sự so sánh nó có thể dẫn đến được cái motivation, gọi là cái gì, cái nguồn động lực cho chúng ta có thể tiến tiếp, chúng ta có thể cải thiện bản thân. Nhưng mà có những sự so sánh thì nó sẽ khiến chúng ta cảm thấy tệ hại và trầm cảm đi. Thì mình nghĩ là mình sẽ xin phép được chia cái sự so sánh ra thành hai phần như thế để đi sâu hơn một chút nhé. Theo mình thì phần lớn những sự so sánh ngầm trong đầu của chúng ta nó đều rơi vào cái loại đó là so sánh để rơi vào sự bất lực hay là trầm cảm. Bạn nhìn những người xung quanh, chúng ta thấy họ hơn mình, xinh đẹp hơn, năng lực giỏi hơn, rồi bắt đầu là có con cái xinh đẹp hơn, thì bắt đầu chúng ta quay ra chúng ta than thân trách phận là chúng ta không được như họ, bắt đầu chúng ta quay ra đổ lỗi. Đổ lỗi cho hoàn cảnh là tại sao mình lại phải rơi vào cái hoàn cảnh nó khổ sở như thế này. Chúng ta đổ lỗi cho gia đình là vì sao hồi bé bố mẹ mình không giúp mình, hay là không cho mình học tốt hơn, hay là nhà mình hoàn cảnh quá nghèo để cho mình không có được cái bàn đạp tốt như những bạn ở ngoài kia bây giờ bằng tuổi với mình. Xong rồi chúng ta đổ lỗi cho chính bản thân mình, vì sao mình không cố gắng hơn, biết thế là thời điểm học đại học mình học cố cái môn đấy thì bây giờ mình đã khác rồi. Xong rồi là biết thế là mình đã cố gắng cố một chút để có được bằng giỏi chứ không phải là bằng khá. Và các bạn nhận thấy một cái điều gì, nó có một cái điểm chung gì đấy ở đây không? Đó là chúng ta không thể tìm ra được giải pháp. Chúng ta đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho sự quá khứ. Thế chúng ta có thể thay đổi được quá khứ không các bạn? Không thể thay đổi được đúng không? Nên là mình nghĩ là thường là những cái sự ghen tị, ghen tuông này nó sẽ dẫn đến bế tắc. Bởi vì bế tắc nên nó không có giải pháp, nên là chúng ta mới bị trầm cảm. Nhìn theo hướng ngược lại, những người mà so sánh với người khác để khiến cho bản thân họ tốt hơn thì họ nghĩ hoàn toàn khác các bạn ạ. Họ tìm ở những cái người mà họ đang so sánh ngoài kia kìa, vì sao, lý do vì sao đằng sau họ lại giỏi, cái nhân tố gì để khiến cho họ trở nên thành công như bây giờ, và họ cố gắng đạt được, có được cái nhân tố đó, chứ không phải là họ nhìn vào kết quả. Các bạn nhận thấy cái sự khác nhau đấy không? Mình có thể lấy một cái ví dụ sâu hơn về gọi là sự thành công đi, cái sự thành công này cho nó thú vị nhá. Rồi, bây giờ trong phương trình thế nào là thành công, chúng ta có vế trái, đó là sự thành công, bằng vế phải là gì, năng lực của các bạn là gì này, sự may mắn của các bạn đến đâu này, quan hệ của các bạn thế nào, rồi là bố mẹ các bạn có làm to hay không, rồi là khả năng tài chính của các bạn là bao nhiêu, các bạn có tiền hay không. Mình giả dụ là có 5 yếu tố thế đi nhá. Gắn với mỗi một cái biếu tố, một cái biến số như thế, chúng ta sẽ có một cái trọng số khác nhau, đúng không? Trọng số bao nhiêu thì tùy chúng ta sắp đặt. Nhưng mà theo mình thì mình có thể lấy một cái trọng số chung của toàn xã hội đang đặt ra. Nó là gì?
nhất hậu duệ này, nhì tiền tệ, thứ ba là quan hệ và thứ tư là trí tuệ, đúng không? Vậy thì sao? Nhất hậu duệ nghĩa là gì? Nếu mà chúng ta có giỏi, có thông minh đến đâu, những cái trí tuệ chúng ta có tốt đến đâu, nhưng bố mẹ chúng ta mà không làm to, tiền chúng ta không có nhiều để mà chạy trọt, hay là chúng ta không có quan hệ, thì chúng ta cũng không thể thành công bằng những bạn khác mà có những yếu tố then chốt như thế được. Mình không đồng ý hoàn toàn với quan điểm đó nhé, mình chỉ lấy nó ra để làm ví dụ cho các bạn dễ hiểu mà thôi. Thì trong cái biến số, trong cái phương trình mình vừa mới đưa ấy, thì rõ ràng làm sao họ đặt cái biến số là hậu duệ là quan hệ, để xong cái tiền tệ là nhiều nhất. Vậy thì đó, bây giờ các bạn nhìn được cái vế bên phải của phương trình đó rồi, các bạn nhận ra một chút rồi, nhìn sang phía bên trái, chúng ta nhìn thêm về sự thành công. Thành công là gì? Thành công là gì với bạn? Thành công là gì với mình? Nó hoàn toàn khác nhau, đúng không các bạn? Đấy là sự thành công của xã hội, họ nhìn thấy như thế. Sự thành công của bố mẹ bạn hay là của những lớp già hơn, có thể họ đang nghĩ là sự thành công của bạn là bạn phải đẻ ra cho họ 2-3 cháu mới là sự thành công. Nhưng mà sự thành công của một số người nghĩ là sao? Họ là họ có đủ tiền, họ có đủ năng lực, họ có đủ khả năng trải nghiệm để họ sống và họ được làm những công việc mà họ đóng góp, cống hiến cho xã hội. Đấy có thể là sự thành công của họ. Đối với một nhóm người khác, sự thành công của họ là gì? Chả cần phải làm ra nhiều tiền, chỉ cần làm ra ít tiền thôi, nhưng mà họ cảm thấy hạnh phúc. Bố mẹ của họ không bị bệnh tật. Đấy, cuộc sống của họ có thể chỉ diễn ra một cách rất là bình thường, đơn giản, nhưng thế đã là sự hạnh phúc, đã là sự thành công đối với họ rồi, đúng không? Vậy nên mỗi người chúng ta sẽ có một cái sự định nghĩa khác nhau về vế trái và vế phải của một phương trình thế nào là sự thành công. Vì vậy nên là các bạn mà bị áp đặt vào sự thành công của người khác, của gia đình, của hàng xóm các bạn ấy, thì rõ ràng các bạn bị trầm cảm mà, đúng rồi, đúng không các bạn? Khi mà chúng ta nhận ra điều đó rồi thì bắt đầu chúng ta nhìn lại cái con người mà chúng ta đang nhìn thấy là chúng ta rất là hâm mộ ngoài kia kìa. Ok, bây giờ bạn ấy giỏi thế, bây giờ chúng ta nhìn thêm một chút. Vì sao bạn lại thành công như thế, đúng không? Nếu mà nó đến từ bao nhiêu? Đến từ tiền, đến từ năng lực của bạn ấy thì sao? Bạn có thêm nhiều tiền vào, các bạn cải thiện năng lực các bạn đi, học thêm những khóa học mới, phát triển bản thân thôi. Còn nếu mà nó đến từ bố mẹ, đến từ hậu duệ rồi thì chúng ta có thể thay đổi điều đó. Thì sao? Chúng ta không phải nghĩ về nó nữa, đúng không? Việc gì chúng ta phải ghen tị với những người mà sinh ra được ở vạch đích rồi? Ghen tị thế làm gì cho nó mất thời gian ra, đúng không? Chúng ta đâu có nhiều thời gian để chúng ta cứ phải ngồi ghen tị những cái thứ như thế, đúng không các bạn? Chính ra nói đến đây mình mới nhận ra là cái việc mà mình chia cái sự so sánh, sự ghen tị người khác thành hai loại, đó là so sánh để bản thân mình tốt hơn và so sánh để mình cảm thấy trầm cảm, để nói tệ hại đi, nó khá là giống với cả cái cách chia ra về tư duy cố định, đó là fixed mindset, và tư duy phát triển, đó là growth mindset của bà Carol Dweck trong cuốn Mindset ấy. Những cái người mà có tư duy cố định ấy, thì họ so sánh mình với kết quả của người khác và nhận ra rằng là mình không thể đạt được đến như họ, số phận của mình đã là như vậy rồi, cái khả năng của mình nó là một cái hằng số chứ mình không thể phát triển được nữa. Nhưng mà những người có tư duy phát triển thì họ nhìn được người khác và họ nhìn được quá trình của người khác, từ đấy là họ cố gắng, họ áp đặt những cái mà người khác đang thành công kia, những công thức đó về chính bản thân họ để họ khá hơn. Và mình nghĩ đấy là một cái góc nhìn khá là hay và mình nghĩ là nó có thể giúp được các bạn phần nào. Ngoài ra thì mình còn có một số những góc nhìn khác về sự so sánh, về sự ghen tị trong cuộc sống. Mình nghĩ là nó không hoàn toàn đúng, về đây chỉ là quan điểm cá nhân của mình thôi. Nhưng mà nếu mà các bạn thấy đúng, các bạn thấy nó phù hợp thì các bạn có thể áp dụng cho các bạn, đúng không? Thứ nhất, đó là chúng ta nên nhận biết được khi nào, người nào, ở thời điểm nào, ở những cái nguồn thông tin nào khiến cho chúng ta cảm thấy tiêu cực. Đấy là cái mà mình đã phải nhận ra một vài năm về trước. Khi mà mình nhận ra rằng là cái thời điểm, ví dụ như là thời điểm Tết này này, là thời điểm mà rất nhiều người đang bị đem ra so sánh. Chúng ta hay nhìn vào những người đối diện, chúng ta nhìn vào anh em họ hàng, chúng ta nhìn vào những người hàng xóm thành công rồi là giàu có, và rồi chúng ta cảm thấy rất là tệ, đúng không? Thời điểm. Thứ hai là con người, những người nào mà mang đến cho các bạn sự tiêu cực, những người nào mà rất hay đi so sánh mọi thứ của các bạn hay là với các bạn, thì chúng ta hãy nhận ra những cái thứ như thế. Thứ ba là những nguồn thông tin, ví dụ như là đặc biệt là mạng xã hội chẳng hạn, Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter, Reddit, những cái mạng xã hội như thế. Thực tế ra đối với mình ấy, mạng xã hội mà có nhiều người ảo nhất hay đăng những cái thông tin nó bị hoàn hảo một cách quá mức, đến mức bịa đặt nhất ấy, thì nó lại chính ra nó lại không phải là Facebook hay là Instagram, mà nó chính là LinkedIn các bạn. Thì mình luôn rất là phải cảnh giác khi mà mình lên cái mạng xã hội này. Thì khi mà mình nói những cái thứ như thế ra để cho các bạn nhận ra là chúng ta nên nhìn nhận lại những cái thứ như thế, when, what, how, which, cái thứ như thế, để chúng ta nhận ra là khi nào, thời điểm nào, ai là những người đang mang đến những nguồn năng lượng tiêu cực đến cho các bạn, những người nào là những người hay đi so sánh bạn với người khác, thì để chúng ta làm sao chúng ta có những giải pháp đối với từng tình huống, đối với từng con người như thế. Có những người chúng ta hoàn toàn có thể loại bỏ hoàn toàn khỏi cuộc sống của chúng ta, không bao giờ giao du hay là quan hệ nữa. Nhưng mà có những người thì chúng ta không thể làm như thế được, đúng không? Thì chúng ta phải giảm bớt đi cái tần suất chúng ta giao du với họ, đúng không? Nó là tùy các bạn tự tìm ra được giải pháp cho các bạn.
Góc nhìn thứ hai mình thấy đó là khi mà chúng ta nhìn vào người khác ấy, chúng ta nhìn thấy người ta khá hơn mình, hay là chúng ta có những quan điểm form hình thành những quan điểm của chúng ta về người khác ấy, thì thường là chúng ta đang bị thiếu những cái đấy ở trong chính chúng ta. Và khi mà chúng ta nhìn về họ thì chúng ta chỉ nhìn về thành quả của họ mà thôi. Có thể bạn không bao giờ biết được là cái người mà các bạn đang luôn hướng tới, họ đã dành bao nhiêu công sức, họ đã phải cố gắng bao nhiêu, bỏ bao nhiêu nỗ lực ra để đạt được những cái thành quả như thế, đúng không? Nhưng theo hướng ngược lại, hoàn toàn những người mà bạn đang kiểu rất là thần tượng ngoài kia, chính ra họ lại là chính là những người mà đã sinh ra đã ngậm thìa vàng rồi, đúng không? Họ đã hoàn toàn có một cuộc sống quá là sung sướng, đã được sắp đặt hết từ nhỏ rồi. Vì thế nên các bạn ghen tị với những người như thế để làm gì, đúng không? Chúng ta đâu có thể tìm ra được cái công thức thành công của họ để mà áp cho chúng ta đâu, đúng không các bạn? Cái điểm thứ ba mình muốn đưa ra ở đây đó là có khi thì chúng ta nên nhìn cuộc đời theo một cách khác. Như mình ấy, thì mình không nghĩ cuộc đời là như kiểu là một cuộc thi hay là một cái trận đấu Olympic để mà chúng ta phải xác định xem là ai hơn ai, hay là ai về nhất, ai về nhì, ai về ba để trao huy chương. Mà mình nghĩ là cuộc đời nó không giống như là một cái zero sum game, nó giống như là thị trường tiền điện tử ấy. Người này mất bởi vì người kia được, anh được tiền bởi vì là tôi đã bị mất tiền đó đi. Mà sự thành công của người khác nó không dẫn đến cái sự thất bại của chính bạn. Nó không phải là một phương trình hai vế như thế đâu các bạn ạ. Và một khi mà chúng ta ấy, một khi mà các bạn đã nhận ra được là các bạn thực sự vui mừng, các bạn thực sự hạnh phúc với sự thành công của người khác, mà không nhất thiết là các bạn phải nhắn tin, các bạn phải đưa lên mạng xã hội để cho người ta biết là các bạn đang hạnh phúc, mà thực sự các bạn hạnh phúc chính từ bên trong ấy. Có khi các bạn chưa cần nói ra, nhưng trong đầu các bạn cảm thấy rất là vui khi mà anh em họ hàng của mình, khi mà những người bạn bè của mình đạt được những thành quả, đạt được những thành tựu rất lớn trong cuộc sống của họ. Mà có khi chính những cái thành quả đấy lại là cái mà bạn đang rất là cố gắng nhưng các bạn vẫn chưa đạt được, nhưng các bạn vẫn thấy vui vẻ cho họ. Thì đó là lúc mà các bạn đã bước một bước rất là dài trong cái sự phát triển về tư duy, trong cái sự phát triển về gọi là gì, giảm thiểu đi cái sự so sánh không đáng có với người khác. Và một khi mà chúng ta vẫn còn những suy nghĩ như là bạn này trông đẹp trai mà học giỏi thật sự, nhưng mà so với mình thì mình vẫn có công việc tốt hơn, mình vẫn kiếm ra nhiều tiền hơn bạn ý, thì lúc đấy bạn vẫn còn những suy nghĩ khá là toxic ở trong đầu. Mà theo mình thì chúng ta nên loại bỏ những suy nghĩ đó đi thì sẽ tốt hơn. Và góc nhìn thứ tư cũng là góc nhìn quan trọng nhất, theo mình là như vậy. Từ nãy đến giờ chúng ta làm sao? Chúng ta đã nhìn về bản chất của sự so sánh, của sự ghen tị với người khác. Chúng ta đã nhìn cách mà chúng ta làm sao để có thể tìm ra được cái cách mà chúng ta phát triển ở người khác, nghĩa là chúng ta đi hướng ra ngoài nhiều. Thì cái phần thứ tư này mình muốn các bạn hướng về bên trong, hướng về chính các bạn ấy. Và đây chính là điểm bùng phát của mình để cho mình bước một bước rất là dài trong nhận thức của chính bản thân mình, khi mà mình nhìn nhận về bên trong và phát hiện ra là cái sự so sánh ở bên ngoài kia kìa, nó tất cả nó đều là phù phiếm mà thôi. Thực sự ấy, người mà mình xứng đáng phải so sánh ấy, nó chính là bản thân mình mà thôi các bạn ạ. Nó chính là mình của ngày hôm qua, của tuần trước, của giờ này năm ngoái hay của giờ này vài năm về trước. Và khi đó mình đã nhận ra là mình đã tiến rất xa. Tất cả nó đến từ nỗ lực, đến từ thành quả của chính mình, đến từ những cái sự ủng hộ từ phía chính bố mẹ mình, hay đến từ những sự may mắn mình đã có được trong quá khứ. Và khi đó làm sao? Mình cảm thấy rất là trân trọng những cái điều như thế. Mình học cách cái trân trọng từ những điều nhỏ nhất, từ việc là mình vẫn còn sức khỏe để mà mình tiếp tục những năm tiếp theo để cống hiến tiếp tục, mình vẫn còn đủ tiền để mình ăn đủ 3 bữa một ngày, hay là mình vẫn có những người đồng nghiệp rất là tốt bây giờ. Nó là những thứ mà mình cảm thấy rất rất là may mắn, và mình luôn luôn trân trọng những điều như thế. Khi mà bạn ngồi trong một quán cà phê, chúng ta cầm điện thoại, chúng ta lướt Facebook, và chúng ta nhìn thấy những người ở trên trang Facebook của chúng ta, bạn bè chúng ta trên Instagram, họ rất là đẹp, họ rất là đẹp trai xinh gái, họ có rất là nhiều tiền, họ sống ở trong những cái cuộc sống rất là xa hoa sang chảnh, họ đạt rất nhiều thành tích, là the best employee of the year các thứ như thế. Nó khiến cho bạn cảm thấy rất là tệ, đặc biệt là trong thời điểm Tết nhất như thế này, khi mà càng nhiều người càng đưa những hình ảnh đẹp đẽ lên, đúng không? Các bạn có nhận ra là có khi bên ngoài cửa kính ngoài kia có những người, người ta vẫn đang lao động chân tay, và ước mơ của họ có khi là chỉ là một ngày ngồi trong một phòng điều hòa quán cà phê như các bạn, và nhâm nhi cà phê và chỉ có ngồi lướt điện thoại không? Theo mình, khi kết hợp được tất cả những yếu tố mình nói bên trên, nó sẽ tạo thành cái hướng tiếp cận tối ưu nhất cho việc là ghen tị, cho việc là sự so sánh mình với người khác để tạo ra được kết quả tốt nhất. Nó là khi mà mình rất là trân trọng với những gì mình đã có, mình đang có, và tìm được những cái điểm mà mình còn thiếu ở người khác để mình phát triển,
để mình trở nên tốt hơn. Đó chính là thông điệp mà mình muốn đưa đến cho các bạn trong video này. Trời cũng đã tối rồi, mình xin kết thúc video này ở đây. Và chúc các bạn có một cái Tết ấm áp bên gia đình. Chúc mừng năm mới và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye!